Dreyer và Argentina khi quả bóng tròn bị đặt dưới nòng súng. Kỳ World Cup 2022 vừa kết thúc trên đất Qatar cách đây vài tháng, thực sự kịch tính với đầy đủ cung bậc cảm xúc. Một kỳ World Cup của những tranh cãi bắt đầu từ những ngày đầu của giải đấu cho tới những ngày cuối cùng. Với cá nhân chủ nhà Qatar, đây vẫn có thể được xem là kỳ World Cup thành công, dù đội chủ nhà đã bị loại ngay từ vòng bảng với thành tích toàn thua và xếp cuối bảng A. Có thể nói, dù là ở thế kỷ 20 hay thế kỷ 21, bóng đá nói chung và World Cup nói riêng luôn là sân khấu để các đội bóng và các nước chủ nhà quảng bá hình ảnh của đất nước mình ra thế giới bên ngoài. Vì vậy, các quốc gia này luôn cố gắng hết mình để giành quyền đăng cai ngày hội này, hoặc chí ít là được góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, bên cạnh khát vọng tốt đẹp ấy, vẫn có rất nhiều những âm mưu chính trị, những manh lới tẩy trắng cho những chế độ độc tài tàn bạo, như ở Rio dưới thời Mabutu CC Seco và Argentina dưới thời Joker Rafael Videla, hai nhân vật chính của chuyên mục Câu chuyện bóng đá kỳ này của kênh YouTube báo Thanh Hóa. <cười> Tiếng cười đong đầy căm hận của người Rio để thua ở 3 trận đạt hiệu số âm 14 tức là không ghi được bàn nào và để lọt lưới tới 14 bàn. Nếu chỉ nghe qua và nhìn vào thành tích của đội bóng mang tên Riyer nằm ở nhóm 2 của vòng bảng World Cup năm 1974, có lẽ chúng ta sẽ nghĩ rằng đây là một đội bóng nghiệp dư ngang tầm với San Marino ở châu Âu hay các nền bóng đá vùng trũng khác của thế giới. Tuy nhiên, Rio, đất nước hiện nay được biết dưới cái tên Congo Kinshasa theo tên của thủ đô nước này với đội bóng đạt được thành tích đáng hổ thẹn ở kỳ World Cup năm 1974 lại có bộ mặt rất khác trước đó. Cụ thể ở kỳ African Cup of Nations trên đất Cameroon trước đó 2 năm, Riyer xếp trên những người anh em Congo Bravile, khi đó được biết đến dưới tên gọi Cộng hòa Nhân dân Congo với thành tích một trận thắng, hai trận hòa và không để trận thua nào. Ghi được 4 bàn và chỉ để lọt lưới 2 bàn. Trung cuộc ở kỳ African Cup of Nation đó, Ryer lọt vào top 4 đội mạnh nhất giải với vị trí thứ tư. Còn vị trí vô địch thuộc về chính Cộng hòa Nhân dân Congo, đội bóng xếp sau họ ở vòng bảng. Xa hơn, ở kỳ African Cup of Nation diễn ra vào năm 1968 trên đất Ethiopia, đội tuyển Ryer khi đó được biết đến dưới cái tên Congo Kinshasa đã giành được danh hiệu vô địch African Cup of Nations với thành tích khá ổn định ở vòng bảng, hai trận thắng, không trận hòa và một trận thua. Còn ở vòng bán kết, họ đánh bại chủ nhà Ethiopia ở hiệp phụ, sau đó đánh bại Ghana ở trận chung kết trên sân Haile Selassie diễn ra hai ngày sau đó. Có thể thấy thành tích của Riyer và trước đó là Cộng hòa Congo Kinshasa ở đấu trường châu lục không hề tệ, thậm chí có phần tốt hơn các đội bóng châu Phi khác cùng thời. Vậy đâu là lý do khiến họ trở thành trò cười thảm hại trên đất Đức 4 năm sau đó? Câu trả lời thực ra tàn bạo và đẫm nước mắt hơn thế rất nhiều. Trước khi bước vào mạch chính của câu chuyện, chúng ta cần phải nhìn vào lịch sử của vùng đất ngày nay được biết đến dưới cái tên Congo Kinshasa hay dưới cái tên chính thức là Cộng hòa dân chủ Congo. Một đất nước đã từng chứng kiến rất nhiều cuộc nội chiến đẫm máu và tang thương, dẫn đến làn sóng tị nạn khổng lồ tới châu Âu ở các thập niên sau đó. Sau khi giành được độc lập từ tay chế độ tàn bạo của vua Leopold, người có thể được xem là vị vua bạo chúa độc ác hơn cả Hitler theo sử sách phương Tây. Đất nước non trẻ mang tên Cộng hòa Congo được lãnh đạo bởi một nhà cách mạng châu Phi mang tư tưởng gần với xã hội chủ nghĩa mang tên Patrice Lumumba. Người đã tạo ra chủ thuyết Lumumba, một chủ thuyết đề cao tính gắn kết giữa các dân tộc châu Phi với nhau, kết hợp với những tư tưởng tiến bộ mang màu sắc chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên cũng vì tư tưởng tiến bộ và quyết tâm rời khỏi ách đô hộ của thực dân phương Tây mà Lumumba nhanh chóng trở thành cái gai của CIA, nhà nước Bỉ và rất nhiều thế lực thực dân khác. Và đáng buồn thay, cho vị thủ lĩnh có vị thế ngang ngửa với Thomas Sankara trong lòng người dân châu Phi, ông đã bị hành quyết một cách dã man bởi các lực lượng phản động của vùng Katanga khi đó được dẫn dắt bởi Moïse Tshombe. Sau khi Lumumba qua đời, thế chân không quyền lực ở Congo bắt đầu xảy ra. Ngay lập tức, Joseph DR Mobutu, hay còn được biết tới trong sách sử dưới cái tên Mobutu Sese Seko, đã lập tức lấp đầy cái thế chân không quyền lực đấy của Congo bằng một chế độ hà khắc và tàn bạo bậc nhất lịch sử châu Phi nói riêng cũng như thế giới nói chung. Cũng như những nhà độc tài được hậu thuẫn bởi CIA khi đó, Mobutu Sese Seko luôn nhắm vào môn bóng đá như một vũ khí sắc bén cho bộ máy tuyên truyền của mình. Cũng vì lẽ đó mà sau khi đội tuyển Ryer được lọt vào vòng chung kết World Cup năm 1974, nhà độc tài tàn bạo này đã tuyên bố sẽ thưởng hậu hĩnh các cầu thủ đội nhà nếu họ tiến sâu vào vòng trong World Cup. Dù khi đó Ryer lọt vào một bảng đấu có thể được xem là tử thần bao gồm Scotland, Brazil, đương kim vô địch World Cup 1970 và năm tư, đội bóng quê nhà của huấn luyện viên trưởng Ryer, ông Blago Vidinic. Ở trận đấu đầu tiên, Ryer đã phải đối mặt với sự kiêu ngạo của các cầu thủ Scotland, những người tuyên bố thẳng thừng với báo giới. Nếu không hạ đo ván được Ryer thì tốt nhất, chúng nên thu dọn hành lý và về nhà. Đương nhiên, các đại diện châu Phi đã để thua 2-0 trước đội bóng tới từ châu Âu, quê hương của bóng đá với tỷ số 2-0. Cũng vì thế mà món tiền thưởng 45.000 bảng cho từng cầu thủ mà Mobutu Sese Seko tuyên bố trước đó đã bị tước khỏi tay các cầu thủ Congo bởi các đảng viên của đảng cầm quyền phong trào quân chúng cách mạng. Ngay sau đó, các cầu thủ Congo đã quyết định đình công ở lượt trận thứ hai vòng bảng gặp Nam Tư. Trận đấu sau đó kết thúc với tỷ số đậm 9-0. Tuy nhiên, cao trào của tấn bi hài kịch năm 1974 của đội tuyển Congo lại diễn ra ở trận đấu ở lượt trận cuối cùng vòng bảng gặp Brazil. Trận đấu mãi mãi đi vào sử sách như là trận đấu hài hước nhất lịch sử giải đấu lớn nhất hành tinh. Trước đó vài ngày, Mobutu đã thể hiện sự không hài lòng với thái độ chống đối của các cầu thủ Ryer. Vì vậy, nhà độc tài này đã đưa ra tối hậu thư cho các cầu thủ. Nếu để lủng lưới quá ba bàn, họ sẽ mãi mãi bị lưu đầy biệt xứ để đáp lại Mobutu Sese Seko. Các cầu thủ Ryer đã thi đấu với tất cả những gì có thể ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Tuy nhiên, họ vẫn không thể tránh khỏi ba bàn thua tới từ sức tấn công như vũ bão của các cầu thủ mặc áo vàng xanh. Trung cuộc, Ryer để thua ba bàn và đi vào ngôi đền huyền thoại của bóng đá thế giới dưới tư cách đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào một kỳ World Cup. Nhưng đáng buồn thay, danh hiệu này lại đi kèm với tình huống băng ra rồi sút phạt thẳng vào các cầu thủ Brazil của hậu vệ Wepu Inlunga, người khi đó đang xếp hàng rào cùng các đồng đội trong tình huống đá phạt đáng nhớ này của Selecao. đã gần 50 năm trôi qua, đoạn băng gây cười đó của Wepu Inlunga vẫn nằm mãi trong tâm trí người hâm mộ bóng đá như một khoảnh khắc ngơ ngệt của các cầu thủ Rio đại diện đầu tiên của Châu Phi ở một vòng chung kết World Cup. Đáng buồn hơn, Inlunga cùng các đồng đội của ông chẳng thể bào chữa gì cho mình sau kỳ World Cup đó. Còn các hậu bối của ông sau này cũng chẳng thể lọt vào thêm bất cứ một vòng chung kết World Cup nào ngoại trừ một trường hợp, đó là Rio Mavuba, con trai của tiền vệ phòng ngự Ricky Mavuba. Tuy nhiên, cầu thủ này lại thi đấu cho đội tuyển Pháp, chứ không thi đấu cho đội bóng quê cha đất tổ Congo Kinshasa. World Cup năm 1978, khi Vinh Quang được xây dựng bằng sự dối trá. Khi nhắc đến chế độ độc tài của George Videla, người được mệnh danh là Hitler của vùng đồng cỏ Pampa, người dân Argentina thường nhớ tới hai điều. Đó là cuộc nội chiến vẫn thường được nhắc đến dưới cái tên Rere Sucia, giữa một bên là chính quyền độc tài và một bên là những nhóm nghĩa quân du kích cánh tả. Tiếp theo, đó là kỳ World Cup mang nặng tính chính trị diễn ra trên đất Argentina vào năm 1978. Cũng giống như Mobutu, Jorge Videla rất chú trọng vào việc xây dựng hình ảnh một Argentina thịnh trị dưới chế độ độc tài tàn bạo của y. Vì vậy, World Cup chính là một công cụ hoàn hảo cho ý đồ đó, bất chấp việc Argentina thời điểm những năm cuối thập niên 70 là một Argentina gần như kiệt quệ vì lạm phát và nợ nần tới từ các khoản vay nước ngoài của chế độ độc tài Jorge Videla. Khi đó có mối quan hệ hữu hảo với David Rockefeller, nhà điều hành chính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế. IMF và ngân hàng tài chính Charles Mahanta Bank. Tuy nhiên, khác với Mobutu, người chỉ có thể điều hành các cầu thủ quê nhà từ xa vì lý do Ryer không phải là chủ nhà. Videla tỏ ra quỷ quyệt hơn khi liên tục can thiệp vào các kết quả trên sân. Thậm chí, nhà độc tài này, thông qua một tay sai thân tín của mình, đã cảnh báo với các cầu thủ Argentina sau trận đấu gặp Hungary. Sau trận đấu ngày hôm nay, các bảng đấu này sẽ trở thành bảng tử thần theo đúng nghĩa đen với chúng mày đấy. Như để khẳng định cho lời nói của mình, một người thân của tiền đạo Leopoldo, Lugue, đã bị thủ tiêu bằng cách buộc bê tông vào chân rồi quăng xác xuống dòng sông River Plate. Một mánh thủ tiêu mà nhà độc tài người Argentina học được từ các tay mafia gốc Ý. Nhưng những hành động đe dọa đó của Videla không thể sánh bằng với âm mưu loại đội tuyển Peru khỏi kỳ World Cup này bằng những yêu cầu đường mật như giải ngân số tiền đang bị đóng băng trong tài khoản của chính phủ Peru ở ngân hàng trung ương Argentina hay gửi số tù nhân chính trị người Peru đang bị giam giữ ở Argentina về lại Peru. Lúc này cũng đang nằm dưới sự kiểm soát của một chế độ độc tài tàn bạo không khác gì chế độ Videla. Chính vì những scandal đáng hổ thẹn này mà Johan Kripp khi đó đang là ngôi sao hàng đầu của bóng đá Hà Lan, đã quyết định tẩy chay kỳ World Cup năm 1978 bằng cách không tham dự cùng các đồng đội. Có tin đồn cho rằng, quyết định này của Cruyff xuất phát từ việc huyền thoại người Hà Lan đã bị bắt cóc bởi một nhóm vũ trang được cho là có quan hệ với Videla nhằm gây sức ép khiến ông phải ngồi ngoài. Tuy nhiên, lời đồn này đã bị huyền thoại Barcelona phản bác sau đó 10 năm. Dù để mất Johan Cruyff nhưng đội tuyển Hà Lan vẫn cho thấy sức mạnh của mình ở kỳ World Cup diễn ra trên đất Argentina. Ở vòng 1, họ có được thành tích một trận thắng, một trận hòa và một trận thua, ghi được 5 bàn và chỉ để thùng lưới 3 bàn, có được hiệu số là dương 2 cùng 3 điểm. Sang đến vòng 2, họ có được thành tích toàn thắng với hai trận thắng và một trận hòa, ghi được 9 bàn và để lùng lưới 4 bàn, đạt hiệu số dương 5 và có được 5 điểm. Tuy nhiên ở trận đấu cuối cùng, việc để mất Johan Hancrip đã khiến Hà Lan phải trả giá. Xuyên suốt 90 phút, cần lốc màu da cam chỉ có thể đưa bóng vào lưới Argentina một lần duy nhất do công của Drick Naniga, một trong những sự thay thế cho John Hancrip ở hàng tiền đạo. Trong khi đó, chủ nhà Argentina nhanh chóng lấy lại thế trận ở hiệp phụ, để rồi sau đó ghi hai bàn thắng quyết định do công của Mario Kemper ở phút thứ 105 và Ricardo Betoni ở phút thứ 115 của trận đấu. Argentina sau đó lên ngôi vô địch trong niềm tự hào của người dân Argentina. Những người sau đó đã tạm tha cho chế độ độc tài tàn bạo của Jos Videla theo đúng ý đồ của nhà độc tài này. Tuy nhiên, cũng như mọi nhà độc tài khác, Jos Videla đã phải trả giá hơn 30 năm sau đó ở một phiên tòa diễn ra vào tháng 7 năm 2010 với bản án trung thân. Một kết thúc xứng đáng trong một trong những nhà độc tài tàn bạo nhất lịch sử Nam Mỹ, giai đoạn cuối thập niên 70, đầu thập niên 80 của thế kỷ 20.